Chào mừng các bạn đã đến với uh, chương kênh của mình hôm nay Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức mà thực hiện uh, sử dụng phần mềm Luzon Để check in các địa điểm, uh, khách sạn, nhà hàng hay là các cái địa điểm công cộng Mà theo yêu cầu của địa phương uh, Đầu tiên thì các bạn phải cài phạch phần mềm bằng cách nhập chữ Luzon Vô chỗ CHLay thì các bạn sẽ thấy cái phần mềm phía trên của uh, chương trình sau đó các bạn sẽ tiến hành cài đặt bình thường đối với ios thì các bạn cũng sẽ thực hiện tương tự như vậy trên app store của ios sau khi các bạn cài đặt xong thì các bạn đã thực hiện đã cài đặt thì các bạn cứ tiến hành là mở cái phần mềm mình lên mở phần mềm mình lên thì phần mềm sẽ tiến hành là mở lên và bắt đầu là sẽ khai tạo ban đầu thì thời gian khai tạo ban đầu thì nó sẽ hơi lâu một tí thì các bạn có thể là đợi một tí để các bạn có thể thực hiện. Đó, à, sau khi khai báo xong thì các bạn sẽ bấm vào cái à, giao diện thì các bạn thấy có tờ khai y tế, khai báo đi di, di chuyển và web check in. Thì đầu tiên các bạn click vào khai báo tờ báo y tế đối với những bạn mà lần đầu làm thực hiện thì các bạn phải click vào đây để các bạn làm. À, ở đây thì mình đã khai báo tờ báo y tế sẵn rồi ạ. À. Thì các bạn cứ click à bạn nào chưa khai báo thì bấm vào khai báo y tế và các bạn sẽ nhập các cái thông tin cá nhân của mình lên trên các cái khai báo y tế và các bạn cũng như là các bạn sẽ check in các cái nội dung à, chẳng hạn như là các triệu chứng ho sốt đau họng mệt mỏi trong vòng 14 ngày các bạn tiếp xúc những người nghi ngờ thế nào thì các bạn phải khai báo toàn bộ các thông tin ở trên đây sau khi các bạn khai báo xong thì các bạn sẽ thực hiện là bấm gửi lời khai và người ta sẽ tạo cho bạn một cái mã QR code giống như trên màn hình của mình đang thực hiện ừ. Thì điều này sẽ giúp cho các bạn có cập nhật các thông tin khai báo y tế mình rõ ràng để giúp công tác chi vết tốt hơn. Đối với khai báo các chuyến đi nội địa thì cũng tương tự với khai báo y tế. Thì khi các bạn di chuyển bằng máy bay hay tàu xe thì các bạn bắt buộc cũng phải khai báo di chuyển nội địa. Để các bạn người cơ quan chức năng có thể nắm được các thông tin mà các bạn di chuyển. Để khi mà có chi vết thì cần thiết thì các bạn có thể thực hiện. Và cuối cùng là quét mã check-in thì quét mã check-in thì khi đến các cái địa điểm công cộng như nhà trường, đó, siêu thị hay là một số đơn vị mà theo yêu cầu hiện nay thì bắt buộc các bạn phải quét mã check-in để mới có thể thực hiện là vào các khu vực đó thì việc quét mã check-in này giúp đảm bảo chúng ta biết rằng là chúng ta đi đến đâu Và cũng như là giúp chúng ta ghi nhớ gần các địa điểm chúng ta vào thì các bạn cứ click vào ở đây thì mình đã lít sẵn nên nó không có yêu cầu cung cấp là cho phép camera gì cả thì các bạn cứ cho phép là phần mềm sử dụng camera đối với những bạn thể tạo đầu tiên thì các bạn cứ ken cái mã qr thì lập tức nó có ở đây thì mình không có cái mã qr của địa điểm check in thì các bạn cứ để bình thường và chúng ta cứ để mã qr làm sao cho lọt vào cái khung hình giống như hai ngón tay của mình thì tự động phần mềm có thể là ken được thì đây đây là cách thức mà chúng ta có thể check in được cái địa điểm mà chúng ta đã đi qua cũng như giúp chúng ta ghi nhớ là các địa điểm đó giúp cho chúng ta chi vết nhanh hơn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta có tiếp xúc với các ca bệnh thì trên đây mình đã hướng dẫn cho các bạn cách thức mà chúng ta sử dụng phòng mềm Bluezone Thì chúc các bạn nhiều sức khỏe cũng như là Việt Nam chúng ta sẽ sớm vượt qua được đại dịch Các thắc mắc các bạn cứ comment bên dưới mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện một cách tăng tình à, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau